Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Đây là khu vườn sống đời của mình. Đó, mình sắp đầy trại rồi nè các mọi người. Đó. Hôm nay thì mình ra nhổ một số cây sống đời để giao cho khách ha. Sẵn đây thì có làm thêm một ít giá thể mới để vô chậu. Đó. Cho nên mình quay cho mọi người xem cái cách cái giá thể của mình ha. Thì giá thể của mình thì rất đơn giản này, chỉ có phân bò, vỏ trấu và xơi dừa ba cái ha. Đợt này mình làm mình không có cho trấu. Đó, thì ba cái này thì trộn đều lên nhau. Đợt này thì mình làm mình bỏ vỏ trấu nó nhiều hơn đợt trước một chút, do là cái thời tiết của mình đang bước vào mùa mưa ha. Mình cần cho cây nó rò nước. Đó. Thì chia sẻ với mọi người thì cái nền đất của mình ở đây là cái nền cát, cho nên là nó rò nước nhanh lắm. Đó, cho nên là cái cây mà làm trong bầu thì nó tốt. Còn đối với mọi người thì nếu như ai mà không có cái nền cát á, thì mình có thể dùng một cái mèo nhỏ này ha. Đó là mình lấy một ít cây trấu sống này, mình bỏ ở dưới cái lớp chậu của mình. Đó, bỏ tầm chừng 2-3cm thôi ha. Chỉ là trấu không, hoàn toàn bằng trấu ha. Sau đó rồi cái mình bỏ giá thể lên. Đó, sau đó mình bỏ giá thể lên và làm việc như bình thường ha. Thì cái lớp trấu ở phía dưới đáy chậu này này sẽ giúp cho cái việc rò cây của mình nó được thoát nước nó nhanh hơn vào mùa mưa ha. Thì cái nền đất thịt đó nó rất chi là khó thoát nước luôn. Mưa hoặc nhiều khi mình không mưa mà mình tưới nước thì nó cũng khó thoát hơn so với cái nền đất cát. Cho nên cái nền đất cát này làm cây trong bầu nó tốt lắm. Đó. Còn về phần giá thể thì cũng chỉ có như vậy thôi. Phân bò, vỏ trấu và xơi dừa, nếu như các bạn mà có cho trấu thì cũng có thể bỏ thêm một ít cho nó tốt ha. Do đợt này nhà mình không có nên nhà mình chỉ xài ba loại này. Đấy. Thì vô chậu thì cũng rất đơn giản ha. Mình chỉ cần lấy trộn đều lên và vô thôi. Đó. Còn về phần tỷ lệ thì mình thấy mình bỏ 4 bao xơi dừa ha. 4 bao xơi dừa thì nửa bao trấu này, nửa cái bao xanh này này. Đó, nửa cái bao xanh này và một cây thau kia phần bò. Đó. Mình cũng ước chừng bằng cái con mắt của mình thôi. Mình cảm thấy như thế là nó cũng tương đối rồi thì là được rồi, chứ nó không hề chính xác ha. Tuy nhiên trấu với vỏ trấu á, cho trấu với vỏ trấu thì mình cũng không nên bỏ nhiều quá, tại vì nhiều quá thì nó làm cho cái cây nó khó bén rễ ha. Đó, cũng bỏ ít hơn xơi dừa nhiều ha. Xơi dừa vẫn là chiếm tỷ lệ lớn nhất ở đây, còn phân bò thì chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, và tiếp đó là tro trấu với vỏ trấu, thì hai cây đó mình gộp chung làm một, tại vì tro trấu cũng thoát nước rất tốt mà vỏ trấu cũng thoát nước cũng rất tốt ha. Đó. So với vỏ trấu thì tro trấu có chất dinh dưỡng nhiều hơn một chút. Rồi, thì đó là về cái phần giá thể. Còn về phần cây của mình thì mình thường thường thì mình ngắt đọt và như thế, và mình cắm vào những cái chậu lớn như thế này. Đó. Mình cắm ở đây cũng được khá nhiều rồi nè. Đây là cây mình cắm được cũng gần một tuần rồi ha. Và cây bắt đầu ra rễ. Khi nào mà cây nó ra rễ á, thì mình sẽ đưa lên và bỏ vào những cái chậu C6. Đó, cây bắt đầu ra rễ rồi nè mọi người. Đó, cây nó bắt đầu ra rễ rồi nè, có đốm trắng rồi đây. Đây, mình quay cho mọi người xem một chút nha. Đó, những cây này thì ra rễ rồi nè. Những cây này là chắc trước hơn mấy ngày đó ha, ra rễ rất nhiều. Đợt này những cây đọt của mình thì mình ngắt nó bự hơn một chút ha, để cho cây giống của mình nó bự hơn một chút. Đó, cây ra rễ rất mạnh rồi. Ra rễ như thế này là mình nhổ lên ha. Mình nhổ lên đi rồi là mình lại cắm vào những cây bầu kia. Đây, mình quay cho mọi người xem luôn. Đó. Mình nhổ lên rồi mình cắm vào đây. Đó, những cái bầu này mình bỏ trấu nó hơi nhiều chút, cái nhìn này cũng thấy được trấu. Mình cắm thì mình cũng cắm lơi lơi ở phần trên thôi, không có lấp cái phần gốc nha mọi người. Đó, không có lấp phần gốc ha. Đó. Thì giờ khi mà mình cho cây vào trong cây bầu bự này á, thì mình sẽ bắt đầu tiến hành chăm sóc ha. Phân thuốc cho cây. Trước hết thì mình sẽ tưới rừng rễ trước hết ha.
tầm chừng khi sau khi mình cắm lên đây được tầm 3 ngày á, 3 ngày sau thì mình bắt đầu tưới cho cây một cử rừng rễ ha. Và tầm 10 tới 15 10 ngày sau đi ha, 5 đến 10 ngày sau đi thì mình sẽ rải phân lên cho cây. Đó là như vậy là mình được một cây chậu cây sống đời nó hoàn chỉnh nha. Đó. Này, cái cách của mình bỏ này, mình bỏ rất là lơi nhẹ ở trên nha. Hoàn toàn không có lấp một cái phần gốc nào của cây hết. Đấy. Đấy, quay cho mọi người xem. Còn đây là những cái cây sống đời mà mình sẽ nhổ lên và giao cho khách. Đó. Ở đây thì cây nó bầu rễ rất là mạnh luôn. Đó. Cây cũng được nhiều cặp lá rồi, xanh mướt ha. Đó. Mình quay cho mọi người xem. Đấy. Đó, mình nhổ lên nè. Đấy, mình nhổ từ những cái cây này nè mọi người. Đó, trong một cây clip của mình như thế này thì mình sẽ lựa những cái cây nào mà nói chung là nó mập ha. Nó mập mà đọt đi, nhánh cũng ok rồi ha. Nói chung là cái cây nó ok, phát triển tốt thì mình sẽ nhổ lên. Và còn những cái cây nào mà hư nè, ốm yếu thì mình để lại. Đó, tại vì mình ở vườn đây thì dẫu sao mình chăm sóc nó cũng dễ hơn. Đó, như những cây này gọi là xuất vườn được rồi nè. Đó, mình cũng nhổ hết ha. Đó. Mọi người nhận cây của mình thì cứ chuẩn bị chậu trước ha. Chuẩn bị chậu trước rồi mình khi nào mình nhận cây thì mình cũng sẽ đưa cây xuống như thế này. Và tuyệt đối là mình vô giá thể thì không có lấp cái phần gốc này của cây nha. Đó. Và cho cây nghỉ ngơi tầm chừng 2-3 ngày thì mình bắt đầu tưới rừng rễ và chăm sóc cây như bình thường ha. Đó, hôm nay là mình nhổ 100 cây này. 100 cây mà nhiêu đây mới chỉ được 30 cây thôi mà đã muốn đầy cái chậu này của mình rồi nè. Nhổ xong thì mình sẽ xếp cây vô trong cái thùng xốp như thế này. Đó, xung quanh thùng xốp thì mình đã có đây, có chọn những cái lỗ như thế này để cho cây thoát nước ha. Thùng xốp thì nó cũng cứng cáp hơn và làm cho cái cây mình nó đỡ dập hơn. Đó. Như là mọi người có thể yên tâm ha, mua cây ở bên mình. Đó. Thì sẵn đây quay cho mọi người xem là mình cũng còn khá nhiều. Đấy. Mình cứ nhổ những cây đó rồi là mình tiếp tục nhân giống những cây này ra nữa ha. Đó, mình tiếp tục cầm đọt và nhân giống ra nữa. Đây có lẽ là đợt đọt cuối cùng của mình rồi nè. Tại vì nay cũng là 17 tháng 4 rồi ha. Đó, khi mình cắt đọt cằm, từ lúc mình cằm cho tới lúc một cái cây phát triển như thế này thì cũng phải mất hơn một tháng nữa. Đó, cho nên tới tháng 6 thì mình phải có con xuống hết rồi ha. Cho nên mọi người có mua cây của mình thì cứ liên hệ với mình sớm và chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi là mình giao cây nữa là ok luôn ha. Đấy. Thực ra thì mình bán cùng mấy clip này thôi, còn những cái khu ở phía sau đó thì mình giữ lại cho nhà mình làm ha. Đây. Quay cho mọi người xem những cái con này. Đó. Có một điều mà mình rất là băn khoăn luôn. Đó. Thực ra những cái cây của mình ở đây thì đều phải bấm đọt hết rồi. Nhưng mà nếu mà mình giao cho khách á, mà cái cây nó bấm đọt á, thì mình thấy nó xấu và không đẹp. Mà có nhiều người người ta trồng chưa quen với cái cách bấm đọt á. Cho nên là mình đang để những cái cây này lại để có bạn nào hay là có anh chị cô chú nào lấy á, thì mình sẽ giao nguyên những cái cây mà còn đọt như thế này ha. Đó. Thực ra có đọt á, thì cây nó vẫn lên chèo. Nhưng mà nó không có được mạnh bằng những cái cây mà mình đã bấm đọt ha. Chứ những cái cây này là tới tuổi mình cần phải bấm đọt luôn rồi ha. Mình bấm đọt càng sớm, mình nuôi trồng càng sớm á, thì cái cây của mình sau này á, tới gần Tết á, nó sẽ bự hơn rất nhiều. Đó. Hôm bữa thì mình có giao ở dưới Bến Tre cho cô ha, cây. Cái cô nói rằng trời ơi tưởng đâu tháng 6 mình mới có cây chứ. Cái mình nói cô cứ trồng đi không có sao hết. Tại vì bên con trồng hoài mình mà trồng sớm á, thì cây mình nó sẽ bự hơn. Đó, có nhiều đọt rồi sau này có nhiều bông hoa hơn. Đó, quan trọng là cái cách chăm sóc và xử lý của mình thôi. Đó, thì đó thì bông hoa thì đâu phải mình xuống thời gian, thời điểm nào là đấy đó nó ra hoa đâu.
mà nó phải tùy thuộc vào cách xử lý này, đi phân đi thuốc của mình cũng như là do cái thời tiết nữa. Đó, mình phải thời tiết, mình phải dòm chừng thời tiết và xử lý ha. Đó, và mình quyết định cái bông của mình nó ra hoa vào thời gian nào. Đó. Cái video này mình làm, mình nói chuyện nhiều khi nó hơi lủng củng ha. Đó, mong mọi người có thể hiểu. Đây là những cái chậu mà lúc trước mình là nhổ rồi mình cắm xuống này. Mà mình thấy mình cắm vô những cái chậu như thế này thì mỗi lần mình tưới nước á, nó hay bị văng rồi bị quạt la quạt lại. Nói chung là cái cây nó khó bén rễ hơn. Xong mà nếu mà mình cắm vô trong một cái chậu như thế này luôn thì nó cố định hơn và được mình thấy nó hiệu quả hơn như vậy đó. Đó là lý do vì sao mà mình cắm vô đây rồi mình lại nhổ ra, mình lại gắn nó lại vào những cái chậu này ha. Vì mỗi lần tưới nước nó cứ quạt lên quạt xuống làm cho cái cây nó khó bén. Đây quay cho mọi người xem này đó. Nó cứ bật rễ lên như thế này. Trong khi mình cắm vô trong này thì nó sẽ đứng yên luôn. Rồi video của mình tới đây là kết thúc rồi. Bây giờ mình tiếp tục đi nhổ cây thôi, nhổ cây và xếp vào chậu thôi. Đây. Quay lại cho mọi người xem cái cây của mình này. Đó, cây thì được nhiều cặp lá rồi, xanh mướt, bộ rễ phát triển mạnh mẽ ha. Đó. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.